Các cha thân mến, các cha đang ở tại các nhà xứ, các cha có nhớ giáo dân không? 2 tuần lễ rồi, anh em dâng lễ một mình, không có cộng đoàn giáo dân. Tôi được nghe kể là trước 4 giờ ngày 26 tháng 3 vừa qua, tức là vào cái thời điểm trong các nhà thờ của Tổng giáo phận chúng ta không cử hành thánh lễ cộng đoàn nữa, thì trước đó lúc 3 giờ đã có nhiều giáo xứ cử hành thánh lễ tạm gọi là thánh lễ cộng đoàn cuối cùng. Và trong thánh lễ hôm ấy, nhiều anh chị em giáo dân đã khóc, và một số cha cũng khóc, nghe nói là khóc sướt mướt nữa. Giáo dân thì nhớ thánh lễ, nhớ chủ chăn của mình, còn chủ chăn thì cũng nhớ đoàn chiên của mình. 2 tuần lễ đã trôi qua rồi. Thật là đáng quý biết bao khi giáo dân nhớ linh mục và linh mục cũng nhớ giáo dân. Linh mục là người biết nhớ. Xin chia sẻ với quý cha những cái tâm tình chung quanh cái chữ nhớ này. Linh mục là người biết nhớ. Cái nhớ ở đây không phải chỉ là cái tình cảm nhớ thương, cũng không phải là một cái ký ức để nhớ về chuyện cũ, chuyện đã qua, nhưng mà ở đây là nhớ đến. Tiếng Việt Nam của chúng ta rất là hay, không phải chỉ là nhớ thương, không phải chỉ là nhớ lại, mà nhớ đến. Nhớ đến một cái gì đó đang hiện tại trong lúc này. Đây là cái nhớ làm nên căn tính của linh mục. Nó gắn liền với sứ mạng của chúng ta. Nó là cái điểm quy chiếu để hướng dẫn toàn bộ đời sống và thừa tác vụ của linh mục chúng ta. Nếu không có cái nhớ này, đời sống linh mục của chúng ta sẽ bị lạc hướng và mất ý nghĩa. Trước hết, chúng ta nhớ đến dân Chúa. Chúng ta nhớ rằng mình được chọn làm linh mục là vì dân Chúa. Lời sách thánh chúng ta vừa nghe: thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, người sai tôi đi. Chúng ta được thánh hiến làm linh mục là để chúng ta được sai đi để thi hành một sứ mạng trong hội thánh và để phục vụ nhân loại. Ý nghĩa của đời linh mục nó ở chỗ đó, là chúng ta được sai đi để hiến mình cho tha nhân, tận tụy phục vụ tha nhân. Chức linh mục đâu có phải là một cái danh dự, một cái chức tước, một cái uy quyền để cho chúng ta hãnh diện, chúng ta tự hào, chúng ta tự mãn, nhưng mà là để chúng ta được sai đi phục vụ anh chị em của mình. Cho nên anh em chúng ta không được quên dân Chúa. Chính vì dân Chúa mới có mình, mà không có dân Chúa thì cũng chẳng có mình. Ngày nào chúng ta quên dân Chúa, chúng ta sẽ chỉ sống cho mình thôi, lo tích trữ cho bản thân, lo sống hưởng thụ an nhàn, ngại hy sinh, sợ gian khổ. Và từ đó chúng ta dễ rơi vào cái điều mà Đức Thánh Cha Francisco luôn luôn cảnh giác chúng ta, đó là cái óc giáo sĩ trị. Chúng ta dễ lạm dụng quyền bính và coi thường giáo dân. Cho nên chúng ta bắt chước Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ rằng mình được sai đi để phục vụ và hiến mạng vì đoàn chiên, phục vụ như một đầy tớ, phục vụ như một người khiêm hạ, rốt hết trong mọi người, biết hạ mình xuống, biết rửa chân cho anh chị em của mình. Chúng ta nhớ dân Chúa, nhưng mà đặc biệt trước hết chúng ta phải nhớ đến người nghèo. Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng, Ngài trích lại,
đọc lại một cái đoạn trong sách tiên tri Isaiah mà chúng ta được nghe trong bài đọc thứ nhất. Chúa được sai đi để loan báo tin mừng cho người nghèo khó, loan báo sự giam cầm, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, cho người bị áp bức được tự do. Và Chúa nói hôm nay ứng nghiệm lời này, Chúa Giêsu thi hành cái sứ vụ đó đặc biệt cho người nghèo. Người nghèo thì có thể hiểu trên nhiều phương diện lắm. Nghèo về kinh tế, tiền bạc, vật chất của cải không có đó. Nghèo về sức khỏe, ốm đau, bệnh tật. Nghèo về văn hóa, không được đi học, không có kiến thức. Nghèo về nhân phẩm, cái phẩm giá con người bị tù đầy, bị nô lệ, bị áp bức và rơi vào nô lệ trong các cái tệ nạn xã hội. Nghèo về tình thương, những người bị bỏ rơi, những người sống cô đơn, cô độc, những người gặp cái hoàn cảnh đổ vỡ trong đời sống hôn nhân. Và nghèo về sự sống siêu nhiên, các tội nhân hay là những người chưa biết Chúa. Chúng ta được sai đến để phục vụ cho người nghèo. Anh em hãy nhớ rằng phục vụ người nghèo, đó là cái dấu chứng tỏ rằng chúng ta là những người tông đồ đích thực. Phục vụ ưu tiên cho người nghèo chứng tỏ cái tính xác thực của một người tông đồ của Chúa. Chúng ta nhớ lại khi Thánh Phaolô được kêu gọi trở lại đi theo Chúa làm tông đồ, thì ngay lập tức Ngài đã đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại ngay. Rồi nhiều năm sau Ngài mới đi lên Jerusalem. Ngài nói rằng Ngài sợ là cái công việc của mình làm nó luống công vô ích, cho nên Ngài đã lên Jerusalem để gặp gỡ các cái cột trụ của giáo hội lúc bấy giờ là Thánh Phêrô, Thánh Giacôbê và Thánh Gioan. Ngài lên để tương trình về các cái công việc mình đã làm. Lúc đó thì các tông đồ cột trụ của giáo hội đã xác nhận Phaolô quả thật là tông đồ, nhưng mà dặn thêm Phaolô không được quên người nghèo. Và Phaolô nói tôi vẫn làm như thế. Phục vụ người nghèo, đó là cái dấu chứng tỏ mình là tông đồ thật của Chúa Giêsu. Trong các cái giáo huấn của giáo hội gần đây, các đức thánh cha cũng nhắc nhở chúng ta điều đó. Chúng ta phục vụ người nghèo nhưng mà ưu tiên là người nghèo. Dĩ nhiên là phục vụ tất cả mọi người, nhưng mà người nghèo phải chiếm vị trí ưu tiên trong công cuộc phục vụ của chúng ta. Chính đức thánh cha Francisco kể cho chúng ta cái sự kiện này trong cái hội nghị Hồng Y Đoàn để chuẩn bị bầu giáo hoàng. Thì đức giáo hoàng Francisco lúc đó là Hồng Y Bergoglio, ngồi gần đức Hồng Y Claudio Humes là tổng giám mục của Sao Paulo, một người bạn rất thân của Ngài. Thì khi mà tình hình người ta bắt đầu dồn phiếu cho Bergoglio rồi, thì đức Hồng Y Claudio Humes mới nói với Bergoglio rằng đừng có sợ, không sao đâu. Nhưng mà khi số phiếu bầu lên tới 2/3 rồi thì mọi người đều đứng lên vỗ tay, bởi vì đã có giáo hoàng mới. Thì đức Hồng Y Claudio Humes ôm Bergoglio và nói rằng nhớ đừng quên người nghèo. Và đức thánh cha Francisco nói người nghèo, người nghèo. Và ngay lập tức là lúc đó tôi nhớ tới Thánh Francisco Assisi lo cho người nghèo. Đó là cái sứ vụ ưu tiên của chúng ta mà chúng ta phải nhớ trong thừa tác vụ của mình. Nhớ tới dân Chúa, chúng ta cần phải nhớ đến chính Chúa nữa. Linh mục là người phải nhớ đến Chúa Giêsu. Trong bài đọc thứ hai chúng ta thấy nói Chúa Giêsu là đấng đã yêu mến chúng ta và làm cho chúng ta trở thành vương quốc
và hàng tư tế bằng cách ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, bởi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi. Nhớ tới Chúa. Lời này chúng ta vừa nghe đó, áp dụng cho toàn dân Kitô giáo, tức là cho tất cả mọi người có chức tư tế chung, mà đặc biệt cho anh em chúng ta là những người có chức tư tế thừa tác. Chúng ta nhớ rằng là trước khi chúng ta được thánh hiến cho một sứ mạng, thì chính bản thân chúng ta, con người chúng ta đã được thánh hiến. Trước khi chúng ta làm việc của Chúa thì chúng ta phải là người của Chúa đã. Chúng ta được thánh hiến để dành riêng cho Chúa, được sức dầu Thánh Thần để chúng ta có đầy Chúa, có chất Chúa, có chất phúc âm trong con người của chúng ta. Trước khi chúng ta phúc âm hóa người khác thì chính bản thân mình phải được phúc âm hóa. Cho nên linh mục hàng ngày phải là người biết nhớ đến Chúa. Mỗi khi dâng lễ, anh em đọc câu gì? Mỗi khi cử hành thánh thể, anh em làm lại cử chỉ của Chúa, thánh hiến bánh và rượu, và ngay sau đó chúng ta đọc lại cái câu của Chúa Giêsu căn dặn chúng ta: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Căn tính của chúng ta là chỗ đó, cử hành thánh thể để nhớ đến Chúa Giêsu. Nhớ đến Chúa là cái dấu chỉ của một cái tình yêu lớn lao. Muốn nhớ thì phải yêu, mà không yêu thì không nhớ được. Mà khi đã yêu say mê rồi thì có muốn quên cũng không có được. Nhớ đến Chúa. Không những chúng ta nhớ đến Chúa, mà còn phải nhớ cuộc đời của Chúa, nhớ lời của Chúa, nhớ lối sống của Chúa, để chúng ta sống và hành động như Chúa. Một người luôn nhớ đến Chúa thì không thể hành động và ứng xử khác Chúa được. Chúng ta là Ante Christus, nghĩa là một Đức Kitô khác, là hiện thân của Đức Kitô, chứ chúng ta không thể sống khác Đức Kitô được. Nếu chúng ta không nhớ đến Chúa, chúng ta sẽ bị cuốn hút vào công việc, lao mình vào công việc, và có cái nguy cơ bị vong thân. Chúng ta chỉ biết làm thôi, nhưng mà khi làm thì làm sai ý Chúa, mà càng làm thì càng sai. Nếu tâm tư của chúng ta không có đầy chất phúc âm, không có đầy lời Chúa, thì chúng ta nhớ rằng mình càng nhiệt thành bao nhiêu thì mình lại càng tạo nên những trục trặc rắc rối và gây thiệt hại cho dân Chúa bấy nhiêu. Điều thứ ba, anh em chúng ta phải nhớ đến linh mục đoàn và nhớ đến sự hiệp thông giáo hội. Đây cũng là điều hết sức là quan trọng. Cho dù lời Chúa hôm nay không có nói rõ, chỉ nói phớt qua thôi, sắc Khải Huyền nói tới một cái hàng tư tế. Chúa Giêsu đổ máu mình ra để làm cho chúng ta trở nên hàng tư tế. Giáo hội là dân tư tế, và trong đó có chức tư tế chung và tư tế thừa tác. Cho nên chúng ta là những người có chức linh mục tư tế thừa tác. Chúng ta không đứng ở trên giáo hội, không đứng ở ngoài giáo hội, nhưng chúng ta đứng trong giáo hội, trong cộng đoàn dân Chúa. Các năng quyền của chúng ta, chẳng hạn quyền dâng lễ, quyền giải tội, quyền quản trị, quyền giảng dạy, những cái năng quyền đó, nó không phải là cái quyền của cá nhân chúng ta. Nó độc lập để rồi chúng ta tùy tiện thực thi theo ý riêng của mình. Nó không đứng độc lập được. Trái lại, tất cả những năng quyền đó chỉ thực sự hữu hiệu khi chúng ta sống hiệp thông với giáo hội. Nếu chúng ta tách rời khỏi sự hiệp thông với giáo hội, thì tất cả những cái quyền đó, quyền dâng lễ, quyền giải tội, quyền giảng dạy, v.v. cũng sẽ mất.
Vì thế, chúng ta hãy luôn luôn nhớ đến giáo hội để mọi hoạt động của chúng ta đều được thực hiện trong sự hiệp thông với giáo hội. Cách đặc biệt, các cha hãy luôn nhớ và hiệp thông với anh em linh mục của mình trong linh mục đoàn. Linh mục đoàn, linh mục không phải là cái người sống đơn độc. Chúng ta được phong chức, tức là chúng ta được thánh hiến để gia nhập hàng linh mục, gia nhập linh mục đoàn. Linh mục đoàn nó không phải là một cái tổ chức hội ái hữu linh mục. Chúng ta thích thì chúng ta vào, không thích thì chúng ta ra. Không phải, nó không phải là một cái tổ chức nhiệm ý, nhưng là một cái điều thiết yếu của căn tính linh mục. Chúng ta trở nên linh mục là bởi vì mình được thánh hiến để mà gia nhập một linh mục đoàn vốn đã có trước chúng ta. Và mình được làm linh mục, tức là mình gia nhập vào cái linh mục đoàn đó. Cho nên chức linh mục đâu có mang tính cách cá nhân, mà tự bản chất nó phải mang tính cách hiệp đoàn, collegium, cái hiệp đoàn ở trong giáo hội. Ngày nào mà chúng ta tách rời khỏi linh mục đoàn, chúng ta không còn là linh mục ở trong giáo hội nữa. Cho nên anh em đừng bao giờ quên anh em linh mục đoàn của mình. Mỗi linh mục hãy nhớ đến các linh mục khác, nhớ trong tâm tình yêu thương hiệp nhất, nhớ để mà chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, và đặc biệt là nhớ để mà thống nhất trong sứ vụ tông đồ. Đừng quên sự hiệp thông giáo hội. Hãy nhớ rằng mình là thành viên của một linh mục đoàn, để không bao giờ chúng ta có những công việc làm nó đi ra ngoài cái đường lối mục vụ chung của tổng giáo phận chúng ta. Những gì chúng ta làm cùng với anh em linh mục thì quan trọng hơn là những việc chúng ta làm theo ý riêng. Cho dù có hay, cho dù có thế nào chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là việc riêng của cá nhân chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta làm trong sự hiệp thông với giáo hội thì lúc đó nó là cái việc của Chúa và chắc chắn sẽ trổ sinh hoa trái. Anh em linh mục thân mến, linh mục phải là người biết nhớ. Nhưng mà trí nhớ của chúng ta đôi khi nó dở hay quên. Vậy thì làm sao? Chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta nhớ. Sắc giáo lý Công giáo của Hội Thánh Công giáo nói rằng Chúa Thánh Thần là trí nhớ sống động của Hội Thánh, là bởi vì Ngài đã giúp cho các tông đồ ngày xưa nhớ lại Chúa Giêsu, nhớ lại lời của Chúa Giêsu, nhớ lại việc làm, nhớ lại đời sống của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta hãy kêu cầu xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta biết nhớ. Chúng ta biết nhớ tới Chúa, nhớ tới giáo hội của Ngài, nhớ tới cộng đoàn dân Chúa, và đặc biệt là nhớ đến người nghèo, để đời sống của chúng ta thật sự trở thành một cái hình ảnh sống động của Chúa Giêsu tư tế giữa cộng đoàn dân Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mỗi người chúng ta. Amen.